Đây bố cầm điện thoại cho, nên là bố có cầm điện thoại đâu. Bố bỏ túi cho, không mà người ta giật mất đấy. Đây. Rồi, đúng rồi đấy. Ngày mùng 1 tháng Giêng. Đấy, con thấy người ta đi chùa đông không? Đi chùa ăn uống hơi bị đông, đi phủ Tây Hồ đấy. Dạ. Cái gì? À, thì về đi chơi đã thì về anh tin sau nhá. Đi chơi rồi sẽ về với anh tin. Đấy là các ông đồ viết sớ này, Vinh thấy chưa? Đấy. Ông già, ông trẻ, ông già để dâu đã đành, ông trẻ cũng cố gắng để dâu. Vào đây. Đây mình đã làm mùng rồi này anh. Hả? Cậu xây lâu rồi. Mình không đi đường này. Mình hay đi vào cái đi xe máy mình đi lối cửa cũ kìa. Đấy, có nhìn thấy cái hồ này rộng không? Chim này. Chim phóng sinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây bố con mình ngồi đây xong rồi mẹ đưa túi đây, mẹ có vào khấn thì bố con đứng đây đợi. Thằng này cầm mấy đồng thôi. Đây đưa bố cầm cho, đây cấp giật nhiều lắm. Đây đi bố. Đây, xong rồi mẹ cứ ra đây tìm nhá. Đây, ra đây con ngồi đây. Đây. Chú cho cháu ngồi nhờ đấy. Đây, ngồi đây, ngồi, ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây, con ngồi đây. Ok. Ôi gì là lấy điện thoại cho túi bố nhanh thế. Bố ngồi đây lấy nhanh thế, lấy nhanh còn hơn cả cả mấy chú có làm cái nghề phân phối lại xã hội ấy. Hai đứa đi gì ạ? Tết. Thank you.
em lấy xe nhá. Sợ chưa? Em đang mới ra gặp ai mà sao gặp cô là rất là hoa hồng nhung. Đây dai, rõ có tài. Nhưng em cũng gặp chị Thái một lần rồi. Chưa gặp. Nhưng mà đường kia thì mình ngọt ngào hơn, êm ái hơn. Còn lái đêm mà, lái đêm thì vui vui rồi. Khắp cái này thì dọa có tác tài. Nhưng mà ban ngày thì lái mẹ, con nằm. Bạn có thể tốt hẳn không? Dạ. Tới đời con nằm hẻm sáu, cái lòng mưa mở ra. Còn lấy mời già mình ra, em nghỉ nước biết sớm một đôi lấy nhà với chị nhá. Về anh à. Bao tiền anh? Đấy cho em bán ra cổng về chị gái ạ. Anh ạ. Sao ra thiếu đồ lấy mua nhé. Tiền lẻ, đây. À đủ đủ. Em mời sao ta biết sớm thiếu đồ lấy mua nhé với chị nhá. Vâng. Chưa, bố chưa tìm cái dây sạc. Thì tí bố tìm dây sạc cho con nhá. Không gửi trong đây. Tiếp thì xem để đâu. 3 2 1 2 à. Quyết định lại bạn khó hiểu thật. Thật sự dễ tính chuyển sang khó hiểu. Rồi, mình quyết định sẽ để phương án cuối cùng như bạn mong muốn. Đó là đúng thời khắc là cái nhóm lửa trước sân nhà. Đó, mình nghĩ là đây chính là trong những cái hoạt động. Nếu mà gia đình bạn có thể khỏi thân rộng. Đấy, thế chứ chứ chết tròn đấy, từ giờ cho đến ngày 2, 3, 4, 5 không bảo lạnh quá là không nóng lửa đấy, thì nhớ về anh ra bán ra cái cổng ạ. Vâng, em cảm ơn. Lên biết sớm 10 giờ sáng ra có thiếu đi mua gì ăn. Dạ. Sớm tức em mời, mở hàng. Đấy, bố ra. Bé hơn đâu. Thế à? Người lớn to hơn rồi. Người lớn à? Con có đói gì không? Đi con này. Ê, chị ai bán cái ra sớm cái gì ném đi. Em không có nhu cầu anh. Còn lên xin gặp mà. Con tự đi đi. Đây.
đền Bà Chúa Kho với nhá. Anh chị ơi, mình ra cái cách gửi con lên con chắp tay con khấn nhá. Hôm nay mà đúng ở nhà mà cách dân thì nó cùng trước đi xong rồi nó lạnh. Đi 4 à? Đây đi bộ. Đây con chắp tay con khấn các cụ đi. Đây con vào đây con khấn tiếp à? Đây con đứng đây con khấn đi, đứng này chỗ khấn, khấn. Ngồi hàng xuống. Ngồi xuống. Con gãy răng rồi. Ngã từ giờ. Đưa mấy con ăn lên quả lên con cũng đánh gãy rồi. Con ngồi xuống đi. Tao con khỏe lắm đây. Ăn răng con đi rơi rồi. Đường vào Thiên Viện Trúc Lâm Phường Hoàng. Mình nhìn một vé nhé, lên trên đặt trên nhỉ. Thank you.
không cởi áo đâu. Không phải áo này ở ngoài. Áo này ở ngoài thôi. Nào đừng có cật nhả cái xe nào. Thò thả tay xuống. Vinh. Ngọc dựng đứng lên. Chưa có cởi áo rồi, có cần mẹ. Rồi vào đây đang theo dốc đấy. Đây là Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng ở xã ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm con mèo. Không cần sạc, tí nữa sạc sau. Không, xong rồi. Bây giờ không sạc được nữa. Bây giờ con rút ra đi. Lấy con xuống nào. Đi. Hoan hỉ, hoan hỉ. Đây là Đức Phật nằm niết bàn Vinh ạ. Đi con ơi. Đi con. À, đứng đây khấn đấy bạn, đứng đây khấn thôi. Đi, đi lên trên. Mới xây cái này mấy năm. Đây đi lượng đúng ngoài đấy. Cái mà Bình, cái điện thoại nữa. Cái xương kéo được. Cái lên trên chứ. Ao đâu ạ?
môn Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Tát Đản chứng minh kính bạch sư quý thầy quý cô nhân thành năm mới. Hôm nay là ngày đầu tháng chín năm Quý Mão, là ngày năm 2023, tất cả Phật tử chúng con của hội như này vẫn tập về. Đây, con bỏ dây ra đi. Đấy, để bỏ dây để chỗ này này. Chúc các quý thầy một năm mới có nhiều sức khỏe, thân tâm được an lạc, chúng sinh chỉ độ, đạo quả sớm kiến thành, mãi được làm bảo bồ đề, che mắt hàng Phật tử chúng con và dẫn dắt hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Giờ này chúng con thành kính dâng lên chút lòng nhỏ mọn. À đây con lối xuống thì sao ấy? Đi. Minh ơi, hả? Minh ơi, đi con. Cất cái điện thoại ngay đi nào. Nào, đi xuống nào, cầm đi. Okay.